Nghề giáo là một nghề lặng lẽ, âm thầm lắm. Người ta ví như là người đưa đò, đưa qua sông biết bao thế hệ học sinh, lớp này sang lớp khác, đêm ngày như vậy không mệt mỏi. Khi chúng ta còn đang là học sinh, chúng ta chưa cảm nhận được điều đó. Chỉ khi chúng ta đã lớn lên, rời xa mái trường, xa thầy cô, chúng ta mới thấy thấm thía những điều mà thầy cô đã truyền dạy thuở nào. Để tri ân công lao các thầy cô giáo, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tiết mục hát múa Người Thầy do Tốp Ca Múa lớp 8A trường Trung học cơ sở Trực Thái trình bày. Sân trường năm ấy, gương eo
bước em trong cuộc đời. Buồn vui lặng lẽ, năm tháng vô tình trôi mãi mãi. Tóc xanh bây giờ đã phai, cây vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời.